Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Ông Putin chúc mừng ông Tập đắc cử Chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ 3, đồng thời khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tôi tin tưởng rằng khi làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ đảm bảo mở rộng hợp tác Nga-Trung hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay gửi điện chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nhấn mạnh hai lãnh đạo sẽ thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và kinh tế quan trọng nhất. Ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, cùng ngày được Quốc hội Trung Quốc bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 3. Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc cũng bầu ông Tập làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong một thập kỷ ông Tập nắm quyền, Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo. Tại đại hội 20 năm ngoái, ông Tập đề ra những ưu tiên chính sách của Trung Quốc trong thời gian tới, trong đó chú trọng vào giáo dục chất lượng cao và đổi mới tăng trưởng nền kinh tế. Ông xác định đổi mới sẽ là trọng tâm của động lực hiện đại hóa mà Trung Quốc theo đuổi, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới rộng mở và cạnh tranh toàn cầu. Trong những ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội Trung Quốc dự kiến bầu các vị trí cấp cao khác như Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và lãnh đạo cơ quan tài chính. Trung Quốc-Nga duy trì quan hệ tốt đẹp bất chấp sức ép từ phương Tây về chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bắc Kinh không áp trừng phạt Moscow, đồng thời nhiều lần tuyên bố muốn phát triển mối quan hệ này lên tầm cao mới. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 2 đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow, khẳng định các quốc gia khác không thể làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Ông Putin bày tỏ mong chờ ông Tập sẽ đến thăm Moscow và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa hai nước. Ông Kim Jong-un lệnh quân đội sẵn sàng cho chiến tranh thực tế. Ông Kim Jong-un yêu cầu quân đội Triều Tiên đẩy mạnh tập trận, sẵn sàng cho tình huống chiến tranh khi thị sát đợt phóng tên lửa đạn đạo. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát đợt tập trận bắn đạn thật của một đơn vị chuyên làm nhiệm vụ tiến công, thêm rằng các khẩu đội đã phóng loạt tên lửa mạnh mẽ vào mục tiêu trên biển và thể hiện khả năng sẵn sàng đương đầu với chiến tranh thực tế. Hình ảnh được công bố cho thấy ông Kim Jong-un và con gái có mặt tại thao trường, trong khi nhiều xe phóng triển khai vào trận địa dưới sự bảo vệ của thiết giáp và bộ binh. Các bệ phóng sau đó khai hỏa 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật cùng lúc. Lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh các đơn vị hỏa lực cần huấn luyện nghiêm túc nhằm hoàn thiện khả năng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, gồm răn đe chiến tranh và giành lợi thế khi nổ ra xung đột, cũng như đẩy mạnh các cuộc tập trận chuẩn bị cho chiến tranh thực sự. Thông báo của KCNA có đoạn, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS cho biết Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ thành phố miền Tây Nam Bora, Hoàng Hải tối 9 tháng 3, sau đó thêm rằng nước này có thể đã khai hỏa nhiều quả đạn cùng lúc. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và cảnh giác, cũng như phối hợp chặt chẽ với Mỹ để duy trì trạng thái sẵn sàng toàn diện. T. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết, đợt phóng tên lửa không đe dọa nước này và các đồng minh, nhưng chỉ trích chương trình vũ khí của Triều Tiên gây bất ổn tại khu vực. Đợt phóng tên lửa diễn ra vài ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức tập trận lá chắn tự do kéo dài 10 ngày. Washington và Seoul cho biết đợt diễn tập nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và ứng phó của liên minh bằng cách tập trung vào các kịch bản thay đổi môi trường an ninh, hành vi gây hấn của Triều Tiên và bài học từ những xung đột khác trên thế giới gần đây. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Triều Tiên phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo các loại trong năm 2022. Các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng trong 6 tháng qua đều được căng thời gian để diễn ra cùng lúc với những đợt diễn tập giữa Washington và Seoul. Triều Tiên nhiều khả năng muốn liên minh Mỹ Hàn giảm cường độ và tần suất diễn tập, với mục tiêu cao nhất là gây suy giảm sức mạnh của quan hệ quốc phòng giữa hai nước, tình báo Mỹ nhận định trong báo cáo công bố hôm 8 tháng 3. Trùm Wagner bị cắt liên lạc với chính phủ Nga. Lãnh đạo Wagner cho biết đường dây nóng giữa các đơn vị của tập đoàn với cơ quan quốc phòng Nga bị cắt sau những tranh cãi về đạn dược. Họ ngắt tất cả đường dây nóng giữa chính phủ với văn phòng và đơn vị Wagner, cũng như chặn mọi tài liệu tôi gửi đến các cơ quan chịu trách nhiệm ra quyết định. Họ làm vậy để ngăn tôi yêu cầu đạn dược. IAVGANI Rick Austin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ngày 9 tháng 3 cho biết, Rick Austin không tiết lộ chi tiết những quan chức và chỉ huy liên quan do không muốn làm mất uy tín của họ. Ông cho biết tình trạng nguồn cung đạn dược cho các đơn vị Wagner chưa được cải thiện. Ông Rick Austin nói muốn nhờ truyền thông chuyển đề nghị cung cấp đạn dược tới các cơ quan liên quan. Ông nhận định, vẫn có một số đơn vị thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga ủng hộ cung cấp đạn dược cho tập đoàn. Thật tuyệt vời, cảm ơn các vị từ đáy lòng, Trùm Wagner cho biết. Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin. Các đơn vị Wagner những tuần qua là một trong những mũi tiên phong của Nga
trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ông Prigozhin ngày 9 tháng 3 tuyên bố lực lượng Wagner kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Yubovo và Siletka, phía tây bắc thành phố Bakhmut. Tuy nhiên, nhiều đơn vị Wagner gần đây thông báo đối mặt nguy cơ cạn kiệt đạn dược, dù Bộ Quốc phòng Nga cam kết cung cấp cho họ. Ông Prigozhin nói Wagner đang tìm hiểu nguyên nhân tình trạng là do rào cản về thủ tục hành chính hay là hành vi phản quốc. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Nga tuyên bố chặn mũi phản công của Ukraine tại Bakhmut. Dân quân Nga tuyên bố vô hiệu hóa một mũi phản công của Ukraine ở thành phố Bakhmut, đồng thời giành thêm làn cửa ngõ ở tây bắc thành phố. Đối phương liên tục bổ sung quân tiếp viện, bất chấp nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Họ thậm chí còn tìm cách phản công tại một khu vực chiến tuyến. Đó là nỗ lực liều lĩnh, nhưng không thu được kết quả nào. Denis Bushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DNR, tự xưng, cho biết hôm 9 tháng 3 khi nói về tình hình chiến sự tại Bakhmut. Ông Bushilin nói rằng giao tranh kéo dài tại Bakhmut khiến quân đội Ukraine không đủ khả năng mở chiến dịch phản công quy mô lớn ở tỉnh Donetsk, thêm rằng lực lượng Nga đã làm mất sức chiến đấu của nhiều đơn vị dự bị Ukraine trong khu vực. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, cùng ngài thông báo các tay súng dưới quyền đã kiểm soát hoàn toàn làng Yubovo và Siletka, cửa ngõ quan trọng ở tây bắc Bakhmut, nằm trên tuyến đường nối với thành phố Slovyansk ở phía tây. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Prigozhin trước đó nói rằng quân đội Ukraine đã đưa nhiều lữ đoàn vào Bakhmut để cản bước tiến của lực lượng Nga. Ông kêu gọi các đơn vị quân đội Nga hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ những mũi tấn công của Wagner khỏi đòn thọc sườn của lực lượng tăng viện Ukraine. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk, trong đó có Slovyansk và Kramatorsk. Hai bên đều chịu thiệt hại nặng sau 7 tháng giao tranh ở Bakhmut, trong đó nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận hàng loạt đơn vị thiện chiến nhất của nước này đã mất hoàn toàn sức chiến đấu trong quá trình bảo vệ thành phố. Prigozhin cũng cho biết, các đơn vị Wagner hứng chịu tổn thất lớn do thiếu nguồn cung đạn từ quân đội Nga. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.